chưa cúng em gái ơi. Âm thanh nó chưa bung ra hết. Trời ơi, mình chưa kịp quay nữa đó. Chưa kịp đóng vang ra không? Đâu gáo luôn. Quán lại sầu riêng không? Thử nhiều vô chứ thử có miếng gì. Lấy lạc quá vậy? Thử lại đi. Sao lạc được? Đúng không? Thử có người nít nít làm sao? Có review mới chạy ra anh chị. Cách đi chỉ coi review mới cho mình đi chạy. Hay lên bàn mổ hả? Cả hai vợ chồng chạy lên trên kia rồi bắt đầu quanh lại em. Có địa chỉ cũ hả? Dạ. 45. Đúng rồi, 45 là vẫn giờ qua đây cả tháng rồi. Bởi vì bên kia người ta lấy mặt bằng lại ấy trên Facebook cũng bấm đăng mà. Dạ. Tính toán em thấy là còn review là cái này đâu. Tại mấy anh lấy clip cũ anh đăng á. Không phải, nó có một số cái clip cũ á, nó vẫn để nguyên á. Thử miếng ha chị. Bao ngọt, bao mềm luôn. Dạ dẻo. Ngọt béo hả chị? Dạ, chạy từ quận 12 lên đây á. Từ quận 12 hả? Trời ơi, hai vợ chồng từ quận 12 lên. Mai làm gì mổ? Mai làm đẹp phải không? Mai đi chơi, ăn cho đã đi. Cái này mang lên xe buýt là nó đùa. Đâu có anh, em hút chân không đâu có mùi đâu. À, vừa đi vừa ăn là biết cái đuổi xuống liền. Anh chị từ quận 12 chạy qua em trên Facebook. Rồi. Dạ, anh chị con thấy cô bạn có mưa. Dạ. Ri miền Tây rồi. Ri miền Tây. Dạ. 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 Dạ
Vỏ mỏng mà cô. Cái này vỏ đâu dày đâu. Đây vỏ gì mà dày. Về đó, đi đâu về đó. Cô xin anh bạn hoài cái đồ đó nha. Cái đồ đó nó không hiện đại mà anh bạn hoài nha. Chị Tất Nguyên đâu có đâu. Thử miếng không? Thử miếng đi. Dạ, ơi. Không sợ hả? Trời ơi em gái dễ thương quá. Đưa Thành. Chấm đút kem ăn luôn. Trời ơi. Thành chấm đút luôn. Đó là chắc mất ngủ luôn quá. Tối nay mất ngủ á. Em ăn kiểu này ăn tối mất ngủ á. Kêu con gái nhà ai mà sao xinh thế. Con cô sầu riêng mà. Rồi cảm ơn em. Bye bye em. 78 là Phú Yên. 77 Bình Định. 76 Quảng Ngãi. Vợ chồng Thanh cúng cô hồn lớn 100 triệu. Gãy 100 triệu. Mình đứng đây là mình hôm nay mình nhận mình lộn là được rồi. Chuẩn bị á, hai vợ chồng á, trái cây.
chưa cúng em gái ơi. Ông Thành ông chưa bùng ra hết. Trời ơi, mình chưa kịp quay nữa đó. Chưa kịp cúng nhang đó không? Nhậu thôi, chứ mua ông chưa kịp để tiền nữa đó. Bà chủ kêu chưa cúng. Trời ơi. Mần giật cô hồn bá đạo quá. Thành giờ riêng mình chưa kịp quay lại, chưa kịp bật máy. Em gái bung chạy mất rồi. Nữa không anh, có nhiêu này nữa không? Nữa không? Dạ. Để thêm nữa không? Ăn chín muối á. Trời ơi, chín muối hả? Dạ, à về cho người muối anh. Ờ, chín muối là chắc không khoảng 2kg rồi đó. Nó không ngon đâu anh. Nó làm chè làm bánh ăn nó không ngon. Anh chưa kịp thắp nhang nó mới vừa đứng này ra bung cái dĩa trái cây đi mất. Nhanh vậy chứ. Nó chưa kịp chuẩn bị để ông rải tiền nữa đó. Còn không rải tiền nữa không anh. Không phải sượng, bảo đảm nha, sầu riêng này không bao giờ sượng. Sầu riêng này sầu riêng Thái mà. Riêng Thái không bao giờ sượng. Cái bao lâu giá này cực kỳ ngọt, béo luôn á. 290 anh. Hả? 290. Giờ nó sủ nó ăn là sao? Sầu riêng này đâu sượng. Sượng rồi. Bao em sượng á. Vậy là anh ăn xong miếng miệng rồi, cái xong miếng Thái là... Không, không lấy thì để bỏ lại miếng sau đó. Thích ăn miệng như này không? Trên trai
Chị đợi em xíu rồi chị gái. Cho là mỗi cô chú ấy thì mỗi sở thích khác nhau. Còn có cô chú thì thích thái, có cô chú thì thích ri. Nên nếu mà cái này thì anh tâm gục, anh tâm gục không ký 300 à. Bình thường báo 320 nhưng mà cái trái này để 300 là tại vì trái này nãy chú không lấy. Bà con giấy kia nè, ở dưới thôi. Chưa được không? Cái này nãy chú không lấy. Cái này ngon quá trời luôn, không lấy hết chưa. Củ, củ gì mà ổng á. Bên trong có ăn ngon. Trong ngon mà. Tại màu nó vậy thôi chứ sầu riêng thái đâu có lấy được. Nó có đường mềm được. Thái là ngoài khô nhưng mà ở trong mềm. Rồi. Vui quá, Thành cúng cô hồn. Cúng cô hồn chưa kịp. Mình mới vừa quay mà chưa chuẩn bị để mình quay cúng cô hồn nữa như thế nào. Cái này nó mà nói thêm. Thêm bao nhiêu nữa? Mấy trăm nữa.